Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Thì bây giờ mình lại tiếp tục hướng dẫn các bạn kết nối cái bộ dây này với cả cái kit giả ngoại vi tủ lạnh inverter để có thể test với cái bo tủ lạnh LG inverter nhé. Thì để kết nối thì trong cái bộ dây mà có đi kèm theo cái bộ này thì các bạn lấy cho mình một cái sợi mà có 12 dây nhé và một sợi nữa là 4 dây. Cụm này là để test cho những cái modem khác. Với cái bo LG Vector này ấy, thì chỉ cần hai sợi dây thôi. Các bạn dễ dàng tìm thấy link các bài viết khác ở phần mô tả của mỗi video hoặc kích vào tên của kênh để vào sâu bên trong tìm các bài viết trong danh sách phát. Ở trên cái kit giả ngoại vi này ấy, thì đã ký hiệu cái vị trí kết nối ở đây. Đó, vị trí kết nối là LG emitter này. Thì các bạn sẽ kết nối với mình vào cái rắc là CON8 và CON7 nhé. Thì bây giờ mình bắt đầu sẽ kết nối với CON8 trước. Sau đó thì tiếp tục với CON7. Đấy. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết nối xong giữa cái kit giả ngoại vi với cả cái bo của Samsung LG. Tiếp đến thì chúng ta sẽ kết nối dây nguồn này. Dây nguồn điểm này thì nó cạnh cái cầu chì, cạnh cái tụ bảo vệ quá áp và nó ký hiệu cái chữ là NVN. Thì anh em sẽ kết nối vào đúng điểm này nhé. Đây cầu chì đây. Tiếp đến là rắc của lốc. Rắc của lốc thì ngay kế bên cái rắc nguồn và cạnh IC công suất. Bây giờ đến lượt là đây là cái rắc test mic nhé. Thì anh em kiếm một cái rắc để có thể đấu chập nó lại. Vì ở đây mình không có test mic. Tiếp đến ở đây ấy, trên cái bo LG đời này thì nó có hai cái dele cho xả đá nhé. Thì hiện tại ở đây mình có chuẩn bị là hai cái bóng đèn để có thể kết nối với hai cân dele này. Vì bo này nó có hai đường xả đá. Thì chân giữa này sẽ là chân trung cho dây meso, hai chân ngoài cùng thì mỗi chân sẽ ăn với một con dây này này. Thì bây giờ mình đã kết nối nha. Đó, thế là đã đủ. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chạy thử. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn nha. Đấy, cấp nguồn thì nó sẽ chạy test con dele đầu tiên cho cái đường xả đầu tiên và tiếp đến nó sẽ test cái đường xả thứ hai. Chúng ta chắc chắn là hai con dele này với cả các đèn bán dẫn để điều khiển cho dele là các yếu tố là đã đủ thì nó mới điều khiển cho hai cái bóng đèn này nhá. Bây giờ quạt đã chạy này. Đấy, quạt đã chạy. Đấy, chúng ta test đến công tắc cửa này. Quạt dừng nhá. Thì với cái bo LG đời này ấy, thì nó sẽ cần một cái thời gian trễ để bảo vệ cho máy lén khởi động, tránh sạc ga. Nếu mà
các bạn mà muốn test ngay để cho máy lén chạy ngay thì ở trên bo này là nó có một cái nút bấm đấy để test này. Đấy, thì anh em sẽ bấm vào cái nút này thì cái đèn ở trên bo này cạnh cái rắc nó sẽ nhấp nháy và máy lén sẽ hoạt động nhé. Đây, bây giờ mình sẽ bấm này. Đó, đèn nhấp nháy nhá. Đấy, có tiếng máy lén khởi động đấy. Để mình sẽ thử lại cái công tắc cửa lần nữa. Đấy là cái chế độ mà ban đầu mà khi cấp nguồn thì nó sẽ kích hoạt luôn cái hai cơ rơ này. Trong trường hợp mà mọi người mà muốn test chế độ xả đá tiếp theo mà trong khi mà nó đã chạy rồi nhá, thì các bạn có thể bấm một lần nữa. Bấm lần nữa vào này thì hai bóng đèn xả đá đều sáng, sau đó thì nó cắt một bóng đi. Ở chế độ xả đá thì quạt nó dừng rồi, máy lén dừng rồi. Đấy, đèn cửa thì vẫn sáng như này nhá. Tắt đi thì đèn trong tủ sẽ tắt. Đấy, bấm một lần nữa thì là nó sẽ ngắt xả đá và kết thúc cái quá trình test. Trên cái này là cũng không hiện đèn nữa thì nó sẽ trở về cái chế độ trễ. Đây, chế độ trễ thì bấm đèn đóm sẽ vẫn lên xuống, và để muốn chạy máy lén thì ta lại bấm một lần nữa, coi như nó hết một vòng rồi nhé. Cái này nó sẽ cho phép bấm ba trạng thái. Đầu tiên là bấm là để test này. Bấm lần thứ hai là cái đèn xả đá sẽ sáng này. Bấm lần thứ ba là sẽ off, tức là kết thúc cái chu trình test. Bây giờ mình sẽ bấm lại một lần nữa để vào chu trình test này. Đó, quạt chạy này. Quạt chạy đèn sáng nhé. Đèn ở trên bo thì đang nhấp nháy. Chờ một tí thì lốc nó sẽ khởi động. Do là có thể là chúng ta vừa thao tác hai lần liền ấy, thì nó sẽ hiểu rằng là máy lén vừa khởi động thì nó sẽ dừng lại, nó sẽ trễ, nên mình sẽ rút nguồn ra. Rút nguồn ra để cho về trạng thái ban đầu. Chờ một tí cho nó xả hết điện nhé. Xong mình test lại một lần. Bây giờ mình thử cắm lại này. Cắm lại thì nó bắt đầu test chế độ xả đá như lúc đầu chúng ta test nhé. Tiếp đến là máy so thứ hai. Bắt đầu là chúng ta sẽ bấm nút test này. Đèn quạt lại chạy. Đấy, máy lén bắt đầu chạy nhá. Mình sẽ lặp lại một lần nữa trong cái quá trình mà máy đang chạy rồi thì mình sẽ test chế độ xả đá khi mà tủ đã chạy nhá. Mình bấm một lần nữa. Đấy. Thì máy lén sẽ dừng rồi. Đấy, máy lén giảm tốc độ và dừng. Và mai so thì vẫn đang được đốt nóng nhé. Công tắc cửa thì vẫn hoạt động cho bóng đèn bình thường. Thì chế độ xả đá thì quạt này sẽ dừng.
Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ Zalo mình 0904217430 nhá. Bộ này thì sẽ có hai cái kiểu mặt khác nhau. Đó là mặt làm bằng chính cái phít mạch và mặt làm bằng mica nhé. Thì hai cái mặt này chênh nhau 50k về cái tiền mặt. Phít sẽ rẻ hơn, mica sẽ đắt hơn. Tiếp đến mình sẽ test nốt các cái bo của hãng khác.